Trung Quốc tung chiêu dùng cương thi để thu hút khách du lịch ở Hồ Nam. Giữa tháng 1 năm 2024, Công viên Rừng Quốc gia Trương Gia Giới đã tung ra bản cập nhật nghe nhìn về tương tây đuổi cương thi. Video sau đó đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, hơn 10 nam nữ diễn viên xếp thành hai hàng, mặc trang phục cương thi màu đen theo phong cách tương tây đuổi cương thi. Với những tấm bùa dán phía trước mũ và chiếc khăn quàng đỏ quấn quanh cổ, các diễn viên vặn vẹo nhảy theo nhạc, vẫy tay theo động tác của người đuổi cương thi. Động tác duỗi tay và nhảy bằng chân giống hệt với động tác của cương thi trong phim điện ảnh và phim truyền hình. Có thông tin nói rằng, đích thân giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch địa phương tham gia biểu diễn. Phía trước đội có một người rung chuông để đuổi cương thi, còn có một người khác trong đội mặc áo choàng lớn màu đỏ. Đoạn video đã gây ra làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng Trung Quốc. Nhiều người nói, biểu diễn cương thi gây rùng rợn như vậy, ai mà dám đi đến đó du lịch. Trong khi những người khác chế nhạo nói là, mấy người kia bị ma nhập rồi. Một số người khác chỉ trích là chà đạp văn hóa truyền thống. Vì sao Trương Gia Giới ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc lại làm ra video đó? Lý giải điều này, chúng ta nhìn vào thực tế sẽ có thể biết được, bởi vì nền kinh tế Trung Quốc đang suy thoái, ngành du lịch và công nghiệp bị gián đoạn nghiêm trọng. Sự biến mất của hàng trăm doanh nghiệp và các cửa hàng trên khắp Trung Quốc đang làm cho tình hình kinh tế đại lục khó khăn hơn bao giờ hết. Hàng triệu người thất nghiệp, ngay cả các ông bà chủ bây giờ cũng phải tự thân đi tìm việc làm. Nhiều chuyên gia cho biết, nguyên nhân khiến Trung Quốc lâm vào trạng thái suy thoái kinh tế bao gồm dịch bệnh vẫn đang hoành hành, chính sách cai trị bất ổn, dân số đang lão hóa, khủng hoảng bất động sản, niềm tin của người tiêu dùng giảm, các doanh nghiệp phương Tây đang dần tách rời đại lục. Và nhất là giới trẻ không có niềm tin vào tương lai, đang âm thầm dấy lên nhiều phong trào từ nằm ngửa đến mặc kệ, bất chấp tương lai,